Ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị, Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị Bộ Xây dựng phối hợp với Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 và thông tư số 01 năm 2018 của Bộ Xây dựng quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi 3 hội nghị sẽ được tổ chức tại 3 miền trên cả nước nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và định hướng về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, góp phần định hướng cho các địa phương xác định các nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, đồng thời nâng cao năng lực cho các nhà quản lý về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, cùng với nhận thức chung toàn cầu về vai trò tăng trưởng xanh là chìa khóa để phát triển bền vững và thịnh vượng. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Tiếp đó, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2020. Kế hoạch là quyết tâm rất lớn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh trong lĩnh vực phát triển đô thị. Kế hoạch đã xác định được các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn từ nay đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030. Kế hoạch cũng đã lựa chọn danh sách 23 đô thị để ưu tiên triển khai thực hiện thí điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh làm cơ sở để rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng. Hiện nay, đô thị đang gặp nhiều thách thức như biến đổi khí hậu gây nên tình trạng ngập lụt ở các đô thị, ùn tắc giao thông và những yêu cầu về quản lý rác thải, nước thải. Do vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng xanh ở Việt Nam là rất cần thiết nhằm tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Tiếp sau hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 và thông tư số 01 năm 2018 của Bộ Xây dựng, ngày 5 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tiếp tục tập huấn thông tư số 01 năm 2018 cho đại diện các bộ ban ngành, các hội nghề nghiệp, sở xây dựng, chính quyền các cấp ở địa phương.